Xin cảm ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong trải bài Một người sẵn sàng tiến đến phía bạn vào 3 tháng tới. Nếu như bạn nhìn thấy video này, xem như bạn ngẫu nhiên và mình chỉ nói những điều cần nói chứ không phải nói những điều bạn muốn nghe. Vì đây là trải bài chung, hy vọng các bạn tiếp nhận trải bài một cách tích cực nhất. Sau đây mình sẽ trải bài ra và mình sẽ chọn 3 lá ngẫu nhiên ha các bạn. Đầu tiên là chúng ta sẽ có lá Ace of Pentacles 8 tiền. Kế tiếp nữa là chúng ta sẽ có một lá bài rất là ngẫu nhiên, đó chính là lá bài hai lá bài ra xuôi rồi. Và lá bài thứ ba không biết ra xuôi hay ra ngược ha. Thì lá bài thứ ba chính là lá bài Hierophant. Và sau đây mình xin giải trải bài cho các bạn. Đầu tiên các bạn đang ở trong tình huống nào? Bởi vì xuất hiện của lá bài Ace of Pentacles 8 tiền này là thường hàm ý chỉ ra rằng đây là cái thời điểm các bạn đang rất là siêng năng và tập trung cao độ trong công việc của mình. Các bạn chú trọng cái dự án trong công việc nè. Các bạn thực hiện cái mục tiêu cá nhân. Và các bạn cảm thấy là mình đang nỗ lực rất là nhiều, cố gắng đến 100 phần 10 khả năng của chính mình luôn. Và hiện tại cái nguồn năng lượng của các bạn á, là tập trung rất là tỉ mỉ vào những chi tiết nhỏ nhất để các bạn đạt ra những cái nỗ lực nhiều hơn chứ bình thường. Giúp bạn có được cuộc sống hoàn hảo cũng như là các bạn sẽ có những cái gì đó rất tốt sau này. Thì đây chính là cái chìa khóa của sự nỗ lực sẽ giúp cho bạn đạt được một điều trong cuộc sống. Bởi vì các bạn sẽ có những cái làm việc rất là chăm chỉ nè. Các bạn chú tâm vào công việc và cống hiến bản thân của mình hết là nhiều. Các bạn làm việc liên tục luôn. Và hiện tại là các bạn cũng tham gia những cái lớp học, những cái gì đó các bạn cảm thấy là mình cần phải nghiên cứu và khám phá hơn rất là nhiều. Đây là cái thời điểm mà tập trung tắt nhiều cho công việc của chúng ta. Nhưng mà lưu ý nha, tại vì lá bài này nó muốn cho các bạn có sự cống hiến vào nhiệm vụ quan trọng với tất cả mọi người. Nếu như bạn làm việc cái mục đích riêng của mình thì sẽ dẫn đến là sẽ không có thành công, bị tác dụng ngược. Cho đó hãy xem xét rõ ràng về công việc của bạn đang cố gắng hoàn tất là gì. Hãy cố gắng duy trì sự cân bằng để không có ai phải bực bội về chuyện của bạn đang làm. Lưu ý ha, hãy tập trung suy nghĩ xem là bạn làm cái điều này vì ai. Hãy nhớ là làm vì cộng đồng, làm vì mọi người, chứ đừng cá nhân nha. Cá nhân thì sẽ dễ bị thất bại lắm. Và bởi vì các bạn đang tập trung quá nhiều cho thời gian của công việc và sự nghiệp riêng, do đó các bạn sẽ không có thực sự tập trung vào cái chuyện kiếm tìm yêu. Khi mà xuất hiện lá bài này cho biết bạn rằng bạn thực sự là quên đi là mình phải tạo không gian để có một mối quan hệ mới. Do đó các bạn hãy xem xét ưu tiên của bạn, là nhìn nhận là bạn đang đầu tư thời gian và năng lượng của mình vào đâu. Nếu bạn muốn được yêu, hãy cân nhắc rằng bạn có đủ chỗ và thời gian và không gian để cho tình yêu đến với bạn. Và lá bài này nó cũng khuyên là các bạn phải nên cảm thấy tự tin khi nó xuất hiện, bởi vì nó chứng tỏ là đây là cái giai đoạn bạn đang làm việc rất là chăm chỉ để đảm bảo cho tương lai của bạn về mặt tài chính, cho bạn và bạn đời của mình hoặc gia đình của mình sau này. Và có dấu hiệu là cái người mà sẽ tiến tới với các bạn trong 3 tháng tới là cũng cái người đang trên con đường mong muốn đạt được mục tiêu trong cuộc sống, là họ cũng đang rất mải mê về công việc, về công danh sự nghiệp, họ quên tình yêu. Sau đó một cái thời gian họ giật mình nhận ra là họ cần tình yêu. Vậy hai bạn sẽ cùng chung cái năng lượng này và hai người sẽ tiến đến với nhau. Nhưng có một câu hỏi đặt ra là các bạn phải hành động gì thì bạn mới có thể tiến tới được với người này, để người này xuất hiện trong cuộc đời của các bạn. Thì các bạn có lá bài Tamarind. Và điều mà lá bài muốn mong các bạn là các bạn phải thực sự là những người điềm tĩnh. Bạn phải tập trung lại, bớt nói nhiều một lời chút xíu các bạn. Bạn phải tập trung vào bản thân của mình một cách là bình lặng nhất. Sự hiện diện của bạn sẽ mang lại tính thoải mái cho những cái người xung quanh chúng ta. Phải thực sự là chừng mực. Đây là cái nguồn năng lượng chính mà các bạn phải duy trì. Và chừng mực là như thế nào? Chừng mực chính là thể hiện khả năng tiết chế và kiềm chế cảm xúc của bản thân chúng ta. Và các bạn sẽ tập làm sao là không có bị kích động bởi những cái tác nhân bên ngoài. Giống như là mình phải yên bình trong tâm bảo gì đó. Đừng để cho mọi thứ xung quanh bạn khuấy động lên. Khi mà bạn giữ được cái điềm tĩnh, sự cân bằng trong chính nội tại của mình, thì đây là cái điều sẽ giúp cho bạn tiến tới với cái người mà sắp gặp sau này. Và có một thông điệp nữa là các bạn hãy xem xét lại những gì bạn cảm thấy nè. Nó gây cho sự tội lỗi mà lỗi lầm bạn cảm thấy là mình đã tạo ra trong quá khứ. Nhưng mình khuyên các bạn đừng bao giờ là cảm thấy mình có lỗi trong tất cả các vấn đề. Các bạn chỉ thấy được cái bài học đó có liên quan đến các bạn. Và các bạn sẽ làm cái gì từ cái bài học đó. Vì mình mang tâm lý tội lỗi, khi có lỗi với ai thì mình sẽ có một cái năng lượng rất là thấp.
từ đó nó sẽ dẫn cho các bạn hướng tới cái vòng lặp, sau này các bạn sẽ phạm lỗi đó liên tục. Do đó các bạn nên chú trọng vào cái bài học đó và cảm ơn cái bài học, chứ đừng bao giờ cảm ơn nghịch cảnh và cũng đừng bao giờ cảm ơn con người gây đau khổ cho các bạn. Và điều quan trọng nhất là các bạn phải tự bao dung cho chính mình để chúng nó tan đi vào hư không, để những cái gì tốt đẹp, tích cực nhất ở trong suy nghĩ các bạn, những cái suy nghĩ tiêu cực cũng không được xuất hiện dù là một ít. Và các bạn phải sử dụng những ngôn từ rất là tích cực, những ngôn từ nào gây cho các bạn sự đau khổ, tổn thương hay là tiêu cực thì các bạn hạn chế sử dụng cho mình nha. Và quan trọng nhất là các bạn phải tiết chế là cái hành động của mình, kiểm soát cảm xúc của mình một cách cân bằng nhất, là một trạng thái tuyệt vời để giúp cho bạn phát triển và tiến tới tình yêu với người sắp tới cùng các bạn. Và sẽ có hai người sẽ tiến tới với các bạn và các bạn sẽ có cảm tình với cả hai luôn. Thì đây là những cái gì mà lá bài đã nói là bạn phải cân nhắc, bởi vì cái sự cân nhắc của bạn sẽ khiến cho họ mất kiên nhẫn, và tệ hơn, cái sự thiết quyết đoán của bạn sẽ chẳng có ai bên cạnh mình hết á. Do đó các bạn phải chủ tâm là các bạn chọn liền nha các bạn, đừng để cho họ mất kiên nhẫn. Và có một số khả năng khi tình yêu của bạn tiến với người này sẽ gặp cái sự phản đối của gia đình, bạn bè hoặc người thân. Do đó các bạn phải cần nỗ lực để cân bằng, để tiến tới với người này. Và kết quả sẽ như thế nào thì lá bài số 3 nó sẽ nói lên cái điều này. Thì các bạn có lá bài Hierophant. Và cái người này sẽ xuất hiện trong cuộc sống của bạn. Nó sẽ giống như là một cái ân phước cho bạn vậy đó. Đây không chỉ là một người tình, người yêu, mà đây là cái người thầy rất là tuyệt hảo, một cái sự sáng suốt rất là nhiều, nguồn tri thức của người này rất là nhiều luôn, và họ có khả năng là truyền đạt lại cho người khác, một cái thông tuệ và sẵn sàng đưa ra lời khuyên khi bạn cần. Có những giá trị mà lời khuyên đó sẽ đúng cái thời điểm thích hợp để bổ khuyết cho những khuyết điểm của chúng ta. Và nhân vật này sẽ rất là có quyền về việc và tinh thần, một cái yếu tố rất là nhiều so với hiểu biết của các bạn. Khi mà đưa ra cái lời khuyên thì người này rất là giỏi đưa ra lời khuyên luôn. Họ xây dựng cái mối quan hệ dựa trên sự hòa hợp về tư tưởng. Do đó các bạn phải cần phải tập trung học hỏi nhiều hơn, tích cực mở rộng cái mối quan hệ thì bạn sẽ gặp được cái người này. Và cái người này thì họ thích cái gì đó truyền thống, bởi vì họ nghĩ cái truyền thống đó với họ là những giá trị rất là vô giá. Do đó các bạn phải chứng mực cái đạo đức xã hội sẽ luôn luôn là thu hút họ. Khi mà bạn theo đuổi này, cái người này theo kiểu cổ điển, bao gồm họ sẽ tìm hiểu bạn trước nè, xây dựng tin tưởng nè, sau đó mới quan tâm nè, hẹn hò nè. Tuy là không quá dồn dập, nhưng mà đối phương nó sẽ không có thể quên bạn được. Đây là một cái biểu tình yêu dựa trên cái giá trị niềm tin chung, tức là hai bạn sẽ đồng ngôn, đồng thuận và có những cái lời nói rất là cùng với nhau, đặt niềm tin vào cái mối quan hệ rất là nhiều. Cho thấy cái sự hài hòa trong mối quan hệ sẽ diễn ra, bởi vì cả hai đều có cùng ý thức rõ ràng về trách nhiệm và cố gắng vun đắp rất là nhiều. Để người này gặp được thì các bạn sẽ thấy là các bạn sẽ tham gia một cái gì đó về tôn giáo truyền thống, những cái nơi mà về tâm linh, bởi vì cái người này nó có một cái gì đó phát triển về mặt tâm linh rất là cao. Do đó các bạn hãy thường xuyên đi đến những cái hội thiền về tôn giáo này, các bạn sẽ gặp được người này. Và nhớ thể hiện mình là một cái người mà theo kiểu tiếp người cổ điển truyền thống, đừng cứ quậy gọ quá, phải lịch sự và giống như là nhu mì chút xíu nha. Và bởi vì cái lá bài The Hierophant và lá bài Eight of Pentacles này xuất hiện, tức là tám tiền, nó chứng tỏ là các bạn phải tìm sự kết hợp qua cái việc ưu tiên thực hành tâm linh. Và trong giáo dục là các bạn phải gặp cái người này trong môi trường học tập và môi trường tâm linh. Và cái người này có thể là thuộc nguyên tố đất, như là ma kết, xử nữ và kim ngu nha các bạn. Và sau đây là thông điệp của Love Oracle. Có ai đó sẽ bày tỏ tình yêu với các bạn thông qua những cái tin nhắn của tình yêu. Họ đang nghĩ về bạn và họ sẽ để cho bạn biết trong cuộc gần nhất trong 3 tháng tới. Và thông điệp thứ hai của cái lá bài là gì? Đó chính là tình yêu, sẽ một cái tình yêu không điều kiện. Đó chính là tình yêu bản thân, một cái gì đó rất là hấp dẫn để các bạn có thể hôn hút cái sự yêu mến và sự hấp dẫn, đam mê từ chính người khác. Đó chính là tình yêu bản thân, hãy yêu bản thân mình trước nhé các bạn. Và kế tiếp thêm một cái thông điệp nữa là, và tình yêu của hai bạn chính là một cái tình yêu rất là hợp nhất, giống như là cái thiên đường. Khi mà các bạn thấu hiểu được cái việc là
hạnh phúc sẽ là cái gì đó mở rộng cái niềm vui nhân đôi. Các bạn phải tận hưởng thực sự, vì cái người này là cái người đồng nhất về các bạn về tư tưởng và cũng như là cái phần lời nói, ngôn từ, tính cách và cảm xúc. Các bạn thống nhất một mối quan hệ cam kết thực sự có thể diễn ra, và hai người rất là biết tận hưởng tình yêu ở bên cạnh nhau. Chúc mừng các bạn, đây là một trải bài rất người đà là đẹp. Một người này thuộc tiếp người truyền thống, do đó các bạn hãy xây dựng hình ảnh là một người có nhân cách đẹp nhé các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã xem video.